cả nhà. Hôm nay Trúc Liễu sẽ làm một clip nói về dòng xe Vario 125 ha. Vario 125 hiện tại bên Trúc Liễu thì sẽ có hai phiên bản, bao gồm là tiêu chuẩn và cao cấp, còn được gọi là chìa khóa và khóa thông minh Smart Key. Thì đối với lại màu zin của em nó 2024 thì nó sẽ ra thêm cho mọi người phiên bản màu đỏ nhám, nhưng lại bỏ đi màu trắng nhám mọi người ơi. Màu zin em nói thì vẫn ra màu đen đỏ, màu đen với màu đỏ. Còn màu zin của bản chìa khóa, còn màu khóa thông minh Smart Key thì nó ra ba phiên bản màu mới, có thêm phiên bản đỏ nhám. Thì với cái ngoại hình tem của em nói thì hoàn toàn giống với lại mẫu Vario 150 ở điểm cũ. Những bạn nào mà đã từng xem qua hoặc là đã từng đam mê được tìm hiểu về Vario 150 thì cũng đã biết. Nhưng mà bên Liễu sẽ có lên cho mọi người một số những phiên bản màu sơn 3D để giúp cho mình trở nên bắt mắt hơn. Thì với cá nhân của Trúc Liễu thì đánh giá khá là thấp về màu zin của dòng xe Honda nói chung nha. Thật ra là Honda nó không có ra nhiều mẫu mới đâu mọi người ơi. Đó là một điểm trừ, một điểm hạn chế của Honda, tức là nó không thiên về màu. Và nó là một thiết kế của một năm lát chứ nó ra những cái màu gần như là kiểu tông màu chủ đạo thôi. Còn nếu như mà mình thích thì mình có thể tự sơn theo màu yêu cầu của mình. Chứ Honda nó không có chiều lòng khách hàng, nó không giống Yamaha. Yamaha là một mẫu xe của châu Âu thì phải. Nên là nó sẽ ra những phiên bản màu nó rất là lòe lòe, rất thường châu Âu người ta thiên về kiểu lòe lòe đó mọi người. Nên là nó sẽ ra nhiều màu, có thể một dòng xe, một phiên bản một đời nó sẽ ra cho mọi người tới mười mấy màu zin luôn khác nhau luôn. Nhưng mà Honda nó chỉ ra được 5-6 màu thôi. Thì bên Liễu sẽ có hỗ trợ sơn 3D cho mọi người đây, một em màu hồng trắng. Nếu mà sơn 3D thì mọi người có thể sơn theo yêu cầu, thích màu nào bên Liễu sơn màu đó cho mọi người ha. Hồng trắng này thì đối với lại màu sơn 3D nói chung hoặc là đối với lại Vario đi ha, bên Liễu sẽ đang dao động tầm khoảng từ 38 triệu. Giá này chưa bao gồm phí đăng biển số ha, còn sơn 3D lên thì tầm khoảng 2 triệu nữa là khoảng 40 đó. Mua gốc nó trước 4 triệu lấy xe mọi người, 30% lấy cả vẹt gốc ha. Bên cạnh sẽ có thêm cho mọi người như màu sẫm bạc này, đỏ trắng này, xanh ngọc hay là cam, xanh dương, tím, vàng, trắng, nói chung là nhiều lắm, mình sẽ có rất là nhiều màu khác nhau. Ngoài ra các bạn thích lên dàn áo clip thái mình cũng có lên cho mọi người. Ngoài ra lên phụ kiện nữa, ví dụ như là em này không tắt đèn được, mình sẽ có hỗ trợ lắp không tắt đèn cho mọi người nè. Hay là lên đèn Audi bi cầu, hay là thay đổi về ngoại hình nha, chứ không có thể thay đổi cấu trúc được, máy móc mình không có độ máy móc được. Tại vì thực ra mình sẽ độ những cái gì nó sẽ không làm ảnh hưởng tới cấu trúc của xe thôi ha. Và mua gốc đưa trước 30%, mình sẽ lấy ngay cả vẹt gốc và gói lãi suất thấp nhất của hệ thống. Nhắn tin trực tiếp với Trúc Liễu để Trúc Liễu sẽ gửi thêm nhiều mẫu khác cho mọi người quan sát một cách kỹ hơn. Tại vì trên clip này á, Liễu sẽ không có quay sát, quay kỹ cho mọi người từng màu một cho mọi người xem được. Clip có hạn nên chỉ quay lướt qua cho mọi người xem để mọi người biết là cửa hàng có những màu như vậy, như vậy, như vậy. Rồi có thể nhắn tin trực tiếp, Liễu sẽ tư vấn và gửi mẫu qua cho mọi người tham khảo một cách chi tiết hơn ha. Và hiện tại bên Trúc Liễu đang có chương trình là thu xe cũ đổi lấy xe mới, ship xe về tận nhà và có hoa hồng dẫn khách siêu cao khi mình có giới thiệu bạn bè người thân tới mua xe nhé. Cảm ơn cả nhà.